Loship, dịch vụ giao đồ ăn duy nhất free ship. Không chỉ vậy, Loship còn có 11 dịch vụ giao hàng khác như giao đồ, gọi xe, đi chợ giúp bạn. Loship hiện đang có mặt tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Biên Hòa. Loship là ứng dụng giao hàng duy nhất của người Việt và phục vụ người Việt. Hãy ủng hộ Loship như ủng hộ người Việt Nam. Tải app và trải nghiệm ngay tại đường link được gắn ở phần mô tả của video này nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry khám phá thế giới. Được đề xuất là một trong 25 chiến binh nổi tiếng nhất mọi thời đại, Spartacus đến nay vẫn sống trong tâm trí của loài người vì biểu tượng của lòng dũng cảm, sự kiên cường và đặc biệt là nghệ thuật dùng binh đỉnh cao khiến đế chế La Mã phải khiếp sợ. Theo các sử gia, ông là một đấu sĩ nô lệ, người đã trở thành một trong các thủ lĩnh của cuộc nổi dậy không thành công của các nô lệ chống lại Cộng hòa La Mã, được biết đến như cuộc chiến tranh nô lệ lần thứ 3. Nguồn gốc của Spartacus. Spartacus, ông được biết tới nhờ các sự kiện trong cuộc chiến tranh và qua một vài dấu vết lịch sử mong manh và mâu thuẫn. Cuộc đấu tranh của Spartacus thường được ghi nhận là cuộc đấu tranh của những người bị đàn áp chống lại chế độ chiếm hữu nô lệ để giành tự do, đã mang lại một ý nghĩa mới cho những nhà văn hiện đại từ thế kỷ 19. Nhân vật Spartacus và cuộc nổi dậy của ông đã trở thành một nguồn cảm hứng cho các nhà văn hiện đại, những người đã dùng ngòi bút của mình để biến ông trở thành một vị anh hùng cổ hiện đại. Các tài liệu cổ không thống nhất về nguồn gốc của Spartacus. Plutarch mô tả ông là một người Thracian cổ có nguồn gốc du cư và có nhiều nét Hy Lạp hơn là Thracia khi viết về nhân cách của ông. Appian nói rằng ông là một người Thracian bởi dòng dõi, người đã từng phục vụ như là một quân nhân cùng với người Roman nhưng đã bị biến thành tù nhân và bị bán thành một võ sĩ giác đấu. Florus mô tả ông là một trong người lính đánh thuê Thracia, đã trở thành lính La Mã, một người lính đào ngũ và là một tên cướp, rồi sau đó từ sự để ý sức mạnh của mình, một võ sĩ giác đấu. Một số tác giả quy cho ông thuộc bộ tộc Medi của Thracia, những người trong lịch sử đã chiếm lấy vùng đất ở mép tây nam của Thrace, ngày nay là tây nam của Bulgari. Có một số giả thuyết thì ông đã được sinh ra ở thành phố Thracia de Surava, nằm trong khu vực ngày nay là Sandaski, nơi mà công trình tưởng niệm ông được xây dựng. Plutarch cũng viết, vợ của Spartacus là một nữ tiên tri của một vài bộ lạc cũng bị bắt làm nô lệ cùng với ông. Theo vài nguồn khác thì Spartacus có thể đã từng là quân trợ chiến trong quân đoàn La Mã và sau này bị biến làm nô lệ. Spartacus được đào tạo tại trường đào tạo võ sĩ giác đấu Ludus gần Capua thuộc về Lentulus Batiatus. Thủ lĩnh tố cao của cuộc nổi dậy. Vào năm 73 trước công nguyên, Spartacus cùng với khoảng 70 người theo sau trốn thoát khỏi trường đào tạo võ sĩ giác đấu của Lentulus Batiatus, cướp lấy một con dao trong một cửa hàng ăn và một toa xe đầy đủ vũ khí. Các nô lệ đã rút lui tới Caldera của vùng núi lửa Vesuvius, ngày nay gần Naples, tham gia với họ là các nô lệ khác ở vùng nông thôn. Sau khi tự do, các đấu sĩ trốn thoát đã chọn Spartacus và hai nô lệ khác người xứ Gaul là Crisus và Enomaus trở thành các lãnh đạo của họ. Mặc dù vậy, thì các tác giả người La Mã đã giả định rằng nhóm nô lệ này đã đồng nhất rằng Spartacus là thủ lĩnh tối cao của họ. Ý định ban đầu của Spartacus là rời bỏ Italia để trở về quê nhà. Những chỉ huy trợ giúp của ông là các đấu sĩ từ Gaul và Germania, được đặt tên là Crisus, Catus, Genisus và Enomaus. Các nô lệ bỏ trốn khác tiếp tục tham gia vào khiến cho số lượng của họ tăng lên vài trăm người. Trong khi đó, tỷ lệ nô lệ trong số dân cư La Mã là rất cao. Một vấn đề lớn hơn là vào thời gian của cuộc nổi dậy, La Mã đang phải đối đầu với hai kẻ thù khác cùng một lúc. Pompey thì đang chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy của Quintus Sertorius tại Hispania. Trong khi đó, thì quan chức chính Lucius Licinius Lucullus được giao số quân đoàn La Mã còn lại cho việc chống lại vua Mithridates VI của Pontus trong chiến tranh Mithridates lần thứ 3. Việc phân tán quân đội La Mã trên hai mặt trận xa xôi như vậy khiến cuộc nổi loạn của nô lệ này đã trở thành một mối đe dọa rất nghiêm trọng. La Mã thất bại khi trấn áp lần đầu tiên. Với kinh nghiệm của quân đoàn được phá đến và tin tưởng rằng nô lệ sẽ không thể đánh bại quân đoàn của họ, viện nguyên lão đã gửi một pháp quan khác là Claudius chống lại đội quân nổi dậy. Lúc này đã kêu gọi được thêm 3.000 dân binh nữa. Họ đã bao vây quân khởi nghĩa tại núi Vesuvius và chặn đường trốn thoát của họ. Nhưng Spartacus đã dùng những sợi dây thừng làm từ cây nho
và cùng với những chiến hữu của mình leo xuống một vách đá ở phía bên kia của ngọn núi lửa, ở phía sau của những người lính La Mã, và tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ. Không hề đề phòng những người nô lệ tấn công từ sau lưng, người La Mã đã không đào hào để phòng thủ, và kết quả là hầu hết các binh sĩ La Mã vẫn ngủ để rồi chết trong cuộc tấn công này. Các nô lệ khác cũng đánh bại một cuộc viễn chinh thứ hai, gần như bắt được viên pháp quan chỉ huy, giết chết những phụ tá của ông ta và chiếm được các trang bị quân sự. Sau thành công này, nhiều người nô lệ đã bỏ trốn và gia nhập cùng với Spartacus, đến khi phát triển thành một đội quân được báo cáo là tới 70.000 nô lệ bỏ trốn. Trong những cuộc giao tranh, Spartacus chứng tỏ mình là một chiến lược gia xuất sắc, có giả thiết rằng ông đã có kinh nghiệm quân sự trước đó. Mặc dù các nô lệ thiếu huấn luyện quân sự, nhưng họ dường như đã sử dụng khéo léo các vật liệu có sẵn tại địa phương và ít sử dụng các chiến thuật khi phải đối mặt với quân đội La Mã được huấn luyện kỷ luật. Họ đã dành cả mùa đông năm 73 và 72 trước công nguyên để huấn luyện, vũ trang và trang bị cho tân binh và mở rộng lãnh thổ đánh phá, bao gồm các thị trấn Nola, Luceria, Thuri và Metapotum. Khoảng cách giữa các địa điểm và các sự kiện tiếp theo cho thấy rằng các nô lệ này hoạt động ở hai nhóm chỉ huy bởi các nhà lãnh đạo còn lại là Spartacus và Croesus. Trong mùa xuân năm 72 trước công nguyên, nô lệ rời bỏ lều trại trú đông của họ và bắt đầu di chuyển về phía bắc. Đồng thời, viện nguyên lão La Mã được sự cảnh báo bởi sự thất bại của lực lượng dưới quyền của pháp quan, đã gửi thêm hai quân đoàn khác dưới sự chỉ huy của Lucius Zenius Pulicoba và Lentulus Claudianus. Hai quân đoàn này nhanh chóng tiến về phía chiến địa. Họ đụng độ với đội quân tiên phong 30.000 người của Croesus và giành được một chiến thắng lớn ở gần núi Gacanus. Thừa thắng xông lên, hai đội quân này tiến sâu vào trận địa, thế nhưng họ không ngờ rằng đây là một cái bẫy và cuối cùng rơi vào bẫy phục kích của Spartacus. Hai cánh đại quân bị tiêu diệt gần như toàn bộ. Bị báo động về cuộc nổi dậy không ngừng phát triển, viện nguyên lão đã cử Marcus Licinius Crassus là người đàn ông giàu có nhất ở thành Rome và là người tình nguyện viên duy nhất cho vị trí, với nhiệm vụ kết thúc cuộc nổi dậy của Spartacus. Crassus đã được giao tới tận 8 quân đoàn, khoảng 40.000 đến 50.000 binh sĩ được huấn luyện bởi La Mã. Đây là những đạo quân được huấn luyện hết sức khắc nghiệt, kỷ luật, thậm chí là tàn bạo. Họ được xem là những chiến binh xuất sắc nhất của La Mã. Và khi phải dùng tới đội quân này, viện nguyên lão đã hiểu được độ nguy hiểm của Spartacus là như thế nào. Khi Spartacus và những người theo ông, những người vì lý do không rõ ràng đã rút lui về phía nam của Ý, lại di chuyển về phía bắc một lần nữa vào đầu năm 71 trước công nguyên, Crassus triển khai 6 quân đoàn của mình trên biên giới của khu vực và tách ra để lại cho Mummius Legate, tức là hai phó tướng của ông, với hai quân đoàn cơ động để mai phục phía sau Spartacus. Mặc dù đã có lệnh không được tấn công khi chưa được sự cho phép, nhưng phó tướng Mummius đã nóng lòng xuất quân để rồi nhanh chóng gánh chịu hậu quả là thất bại. Sau trận thua này, quân của Crassus hoàn toàn tuân thủ chiến thuật được đặt ra. Họ đánh bại Spartacus nhiều trận liền với sự áp đảo về quân số, trang thiết bị cũng như kinh nghiệm chiến đấu, buộc Spartacus phải tiến xa hơn về phía nam qua Lucania vì Crassus đã đạt được thế thượng phong. Đến cuối năm 71 trước công nguyên, Spartacus đã hạ trại ở Regium, tức Zero Calabria, gần eo biển Messina. Theo Plutarch, Spartacus đã phải thỏa thuận với bọn cướp biển Sicilia để đưa ông và khoảng 2.000 người của mình tới Sicilia, nơi ông dự tính kích động một cuộc nổi dậy của nô lệ và tuyển mộ thêm lực lượng. Tuy nhiên, ông bị phản bội bởi bọn hải tặc, những người đã chiếm đoạt của cải và sau đó bỏ lại những người nô lệ nổi loạn với lực lượng của Spartacus, sau đó rút lui về phía Regium. Nắm được tình hình, Crassus không vội tấn công mà xây dựng những công sự tại Regium, tổ chức phòng ngự và vây giáp quân của Spartacus. Nhờ vào công sự và tiếp tế đầy đủ, quân của Crassus đã liên tục đánh bại các đợt tấn công mở đường máu của Spartacus. Lực lượng khởi nghĩa đã bị vây hãm và bị cắt đứt nguồn tiếp tế. Tại thời điểm này, các quân đoàn của Pompey trở về từ Tây Ban Nha được lệnh của viện nguyên lão tiến về phía nam để hỗ trợ cho Crassus. Trong khi Crassus lo sợ rằng Pompey sẽ đến và đoạt mất vinh quang của ông ta, đường cùng, Spartacus đã cố gắng thỏa hiệp với Crassus nhưng bị từ chối. Khi bị Crassus từ chối, Spartacus đã dồn toàn bộ lực lượng và đánh một trận dữ dội để phá vây và bỏ chạy về những ngọn núi phía tây của Petelia ở Bruttium. Quân đoàn của Crassus ngay lập tức truy đuổi gắt gao từ phía sau. Dù đã phá được vòng vây, nhưng quân của Spartacus vẫn bị những đội quân khỏe mạnh và trang bị đầy đủ của Crassus đuổi kịp. Nhận thấy rằng
nếu tiếp tục xé lẻ ra và chạy trốn thì vẫn sẽ bị giết chết. Nên Spartacus đã quyết định quay trở lại và tập hợp lực lượng, dùng toàn bộ sức tàn của mình để chống cự với quân đoàn hùng mạnh do Crassus chỉ huy. Toàn bộ nô lệ đã được điều động trong trận chiến cuối cùng, nhưng phần lớn họ đều bị giết. Trận ác chiến không cân sức nổ ra và phần thắng không thuộc về người anh hùng của tầng lớp nô lệ. Trận chiến đánh dấu sự thất bại của Spartacus vào năm 71 trước công nguyên. Nó diễn ra bên bờ sông Sele. Tại đây, từ năm 1899, người ta đã tìm thấy nhiều giáp sắt và gươm từ thời La Mã, như là một minh chứng cho trận quyết chiến. Các nhà sử học Plutarch, Appian và Florus đều cho rằng Spartacus đã chết trong trận chiến. Tuy nhiên, Appian cũng báo cáo rằng xác chết của ông ta chưa bao giờ được tìm thấy. 6.000 người sống sót từ nhóm phiến quân đã bị bắt giữ bởi Crassus, toàn bộ bị đóng đinh vào cây thập giá, kéo dài suốt Appian Way từ Rome cho tới Capua, một sự trả thù vô cùng dữ dội. Nguyên nhân thất bại của Spartacus. Cuộc nổi dậy của Spartacus bị thất bại bởi vì nhìn chung, thành phần tham gia cuộc nổi dậy chủ yếu là nô lệ, đấu sĩ. Họ là những người thuộc nhiều tầng lớp dân tộc khác nhau, ít được học, kinh nghiệm, tinh thần kỷ luật, trang bị và quân số thì kém xa quân đội La Mã. Trong hầu hết các trận đánh lớn, quân của Spartacus chủ yếu nằm trong tình thế bị động, phải di chuyển, phòng thủ liên tục, không có căn cứ ổn định, và điều đó dẫn đến việc đánh chiếm mở rộng lực lượng là vô cùng khó khăn. Mục đích của cuộc nổi dậy thì mục đích của Spartacus không rõ ràng trong việc có nên lật đổ La Mã và chế độ chiếm hữu nô lệ hay không, và xây dựng một xã hội mới, hay là đơn giản là chỉ muốn giải phóng một số lượng nô lệ để được tự do và đi khỏi La Mã rồi sau đó giải tán lực lượng. Nội bộ quân nổi dậy gặp nhiều vấn đề bất đồng dẫn đến việc sức mạnh giảm sút nghiêm trọng. Sự chia tách quân nổi dậy thành hai lực lượng của Spartacus và Crassus là nguyên nhân chủ yếu. Có nhiều ý kiến khác nhau từ phía những nhà sử học về động cơ nào đã thúc đẩy Spartacus. Plutarch cho rằng Spartacus chỉ muốn trốn khỏi phía bắc của Sisapin Gaul rồi giải tán lực lượng của mình. Nếu việc trốn thoát khỏi bán đảo Ý thực sự là mục đích của Spartacus, thì không có lý do gì mà ông lại quay lại trở về phía nam sau khi đánh bại quân đoàn được chỉ huy bởi hai quan chấp chính là Lucius Pulicoba và Gaius Codianus. Như vậy, lực lượng của ông ta sẽ đi qua dãy Alper. Tuy nhiên, hai nhà sử học Appian và Florus lại cho rằng Spartacus có ý định tiến đánh Rome. Appian nói rằng sau này ông đã loại trừ khả năng đó vì nó không hơn gì sự phản ánh nỗi ám ảnh của Spartacus về người La Mã. Không có một hành động nào của Spartacus thật sự chỉ ra rằng ông ta muốn xây dựng lại xã hội La Mã hay là chấm dứt chế độ nô lệ. Dựa vào những sự kiện diễn ra cuối năm 73, đầu năm 72 trước công nguyên, nói về việc hoạt động của các nhóm nổi dậy và ý kiến của nhà sử học Plutarch, thì các nô lệ chạy trốn có xu hướng tiến đánh Ý hơn là trốn thoát qua dãy Alper. Một vài tác giả hiện đại phỏng đoán rằng trên thực tế đã có một sự chia rẽ giữa nhóm của Spartacus, tức là những người muốn trốn thoát qua dãy Alper để đạt được tự do, và nhóm của Crassus, những người muốn tiến về phía nam nước Ý để tiếp tục các cuộc cướp bóc và tấn công bất ngờ. Cảm nghĩ của bạn sau khi xem xong video này là gì? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Hãy subscribe để theo dõi các video khác trên kênh mình nhé. Tương tác thêm với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battlecry Khám Phá Thế Giới nhé. Link của page mình có để ở phần mô tả và top comment bên dưới nhé. Ngoài ra, nếu bạn thích thú với những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battlecry Thương Trường Ký Chuyện, nơi có những câu chuyện về thế giới kinh doanh cực kỳ thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!